tục thực hiện. Chính Ngài đã chọn Giuse, một người công chính thuộc dòng dõi David, hôn phu của đất Maria. Họ đã đến hôn nhưng chưa về sống chung, thì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Đó là điều làm cho Giuse lo lắng. Đã xảy ra cho Maria, tại sao nàng cứ mãi im lặng? Làm sao có thể tố cáo nàng theo luật vậy được? Không, không thấy được. Nàng trung thực, đạo đức lắm. Ta vẫn quý trọng nàng, ta không có quyền nghi ngờ nàng. Nhưng làm sao nàng lại không nói với mình một lời? Lạ thật, khó hiểu quá. Chỉ có Gia-vê Thiên Chúa là thẩm phán chí công mới có quyền xét xử nàng. Đường xá xa xôi mà nàng chỉ đang mang thai,
Nếu nàng đi sẽ vất vả cho nàng. Không, không sao đâu. Giuse đừng quá lo lắng. Thế cũng được. Thôi, nàng vợ cứ dọn hành lý, rồi chúng ta lên đường sớm. Theo lệnh truyền của hoàng đế, mọi người thu xếp hành trang lên đường mà về quê hương mình. Giữa mùa đông, từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi. Giuse và Maria vì là dòng dõi David nên phải rời Nazareth mà về Bethlehem. Xin ông vui lòng nhận và cho chúng tôi được nghỉ đêm nay ở đây. Trời, có mấy đồng bạc lẻ mà đòi dám có cửa quán trọ tôi sao? Thôi, mời ông bà đi chỗ khác cho. Xin ông cho chúng tôi một chỗ nào tồi tệ trong nhà ông cũng được. Vì vợ tôi quá mệt và có lẽ xin trong đêm nay. Không được, tôi đã bảo là không được. Làm như thế quán tôi chứ có bà đẻ. Thật là xuống xẻ cho quán tôi mà. Thằng kia, tôi nghe hai ông bà này đi. Cố lắm đâu, hãy ông bà đi ngay. Ông chỉ tôi đã nói không là không. Ngày đi thôi. Chúng tôi đi mơ mau. Nghe ông hãy nhà xe. Giáng sinh, Maria đã tạo bốn cho và đặt trong
họ là những người hạnh phúc đầu tiên may mắn được báo tin đến Viên Chúa, bởi vì họ có tấm lòng rộng nhất, nghèo hèn nhất. Vì Chúa nói, phúc cho anh em có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Guys.